Mình chào các bạn nhé. Thì bây giờ là mình cũng tới cái chỗ vớt chùm lươn rồi mà. Các bạn. Giờ mình sẽ vào vớt cho các bạn xem nhé. Đây là trong nó này các bạn. Mình đánh mới trước nhé. Đây các bạn. Đây lên này các bạn. Chết thì sao? Đấy. Bởi vì lắng quá các bạn, lộng lây lắng kinh quá. Thì mình chỉ đi đánh tỉa hố. Đây cái nén các bạn. Nào, lươn này. Lắng nữa là mình cũng không đi đánh được nhiều ống các bạn. Bới xùn cũng khó. Đó, đó. Cái này này. Đấy, lươn này. Các bạn nhé, thì bây giờ mình về tới nhà rồi. Dạo này nắng to quá thì mình đổ nốt hôm nay trong mình nghỉ vài hôm các bạn nhé. Còn nắng thì khủng, đi không có nước. Các bạn, mình nói hòm sau 10 này, mình nằm. Đấy, các bạn nào có nhu cầu thì đặt hàng ở chỗ vợ chồng của mình thì vợ chồng của mình làm nhé. Hàng thì rất già mà đây. Bây giờ mình sẽ ra đổ cho các bạn xem. Đây, hòm đây. Bởi vì đánh bây giờ nó cạn nước quá, chạy độ kinh. Mình hôm nay đánh nó cũng
vào nó thừa quá. Không múc cho bố ít nước. Thank you.
tất cả các bạn. Đây là phải bo ra tận ngoài cổng này. Đây là này xịt mấn tận bên đây các bạn. Sáu mươi cái xịt mấn 10 cái. Từ đấy mình thử cần cho lấy xem nhé. Được mấy cần. Mẹ ơi, mẹ cầm mình còn cái cần này cả. Bởi vì nó không có nước đánh cũng chán lắm, nắng. Nguyên là cái tư cước đồ vào cả. À nhỉ. Quyền đấy có. Này cũng được ít nhưng mà được lườn nó cũng đều được các bạn. Rồi đây. Mình ơi, à, hưng ra bắt con lôi còn. Chú lôi cũng chỉ được khoảng 4 con rồi các bạn. Ê, kia. Ôi, nó vào cả quần áo kìa. Đây, kìa ấy vâng. Để cái cần nhấn bật. Cái này chỉ được khoảng 4 cần rồi các bạn. Này cũng... Mà ra lời là được giá các bạn nhé. Không cho kìa ấy vào. Không hết. Làm cần không hết các bạn. Quá chạy kịch làm cần.